Chào các bạn, hôm nay là Kinh Liền Sài Gòn Vlog chào các bạn buổi sáng nha. Bây giờ mình đang quay vườn rau nhà mình ở ban công nhà phố Sài Gòn các bạn. Bây giờ mình quay đậu bắp các bạn. Bây giờ mình chỗ này là mình đang gieo rau cải ba xanh các bạn. Đó, trồng đậu bắp. Cái rau mùng tơ các bạn. Đó, chim kêu buổi sáng các bạn. Phía bên đây là kết hợp nuôi ong mũi vú luôn bạn. Đó. Đây mình nuôi được 2 thùng bạn. Ong rất nhiều ở đâu các bạn. Buổi sáng nó bay đi lấy mật. Buổi chiều 5 giờ rưỡi chiều nó bay về các bạn. Đem mật về các bạn. Đi qua đi đi tới lui suốt các bạn. Đó. Mình trồng để ăn gia đình thôi các bạn, không cần mua rau ở ngoài đường các bạn. Ngoài chợ. Đó, bây giờ mình chuẩn bị thu hoạch nha đam bạn. Đó, mình thu hoạch nha đam. Nha đam nấu nước uống bạn, lúc này trời nóng ở Sài Gòn trời nóng nhiều đó, nực nổi bạn. Mình nấu bạn, mình cắt nha đam xuống mình nấu đường phèn bạn, cắt xuống xong mình rửa sạch xong mình lấy muỗng mình nạo bạn. Nạo mình ngâm nước cho sạch tí rồi mình nấu bạn. Nấu với đường phèn. Để trong tủ lạnh mình uống bạn. Đó, mình trồng được 3 bụi. Hổm mình trồng nhiều lắm mà hôm nay mình bỏ bớt bạn. Giờ mình trồng 3 bụi đủ uống gia đình rồi. Gia đình mình có 4 thành viên. Hai chồng với đứa con với đứa cháu bạn. Đó. Đủ uống gia đình. Đó, bây giờ mình tỉa nha đam bạn. Đó, các bạn không cần thiết mà nhà rộng mình trồng nhiều quá cũng mệt bạn. Nhà phố mình trồng nhỏ ít thôi là đủ ăn gia đình thôi. Đó. Mình lấy rau thái mình tỉa bớt để xong rồi tỉa vậy đó, xong mình vô đất bạn, vô đất tới gốc chỗ nó bạn, cho nó không ngã bạn. Đó, bây giờ lên bụi trên bạn, nó 2 bụi trên rất nhiều bạn. Tốt lắm, mình tính để nữa là thấy nhiều quá mình tỉa bớt bạn, cho nó nở ra con tiếp bạn. Bây giờ mình tỉa nha đam đó, tỉa nha đam đó. Mình trồng rau để mình sử dụng gia đình thôi, thấy không? Sáng mình cắt lặt xong mình nấu canh cho con mình ăn nữa. Bây giờ đang cắt nha đam mà. Sáng chim kêu khu vực mình rất nhiều bạn. Ở Sài Gòn có chim kêu hót là quá ok các bạn. Mình tỉa xong mình ăn xong mà mình chim kêu á. Xong mình xuống mình rửa sạch cái mình nạo xong mình ngâm nước mình rửa lại mấy nước xong mình đem mình nấu bạn. Nấu xong mình để tủ lạnh nấu đường phèn uống nó mới ngon bạn. Đó, rất dễ trồng bạn, này rất dễ trồng. Đó, bạn nào trồng cũng được đó, rất dễ. À, cần không gian nhỏ không cần lớn bạn. Này trồng bỏ đất lên nhiều rồi rau mình tưới miếng phân thôi bạn. À, đây mình không tưới phân luôn, mình tưới nước máy lạnh thảy ra bạn. Rất tốt bạn.